video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái công cụ rất là hay của fanpage. Đấy là tự động nhắn tin trả lời khách hàng. Khi bạn vắng mặt đi ra ngoài hoặc là khi bạn đóng cửa hàng thì fanpage sẽ tự động nhắn tin trả lời khách hàng. Hoặc là khi bạn nhắn tin một cái khách hàng nhắn tin một cái tin nhắn bất kỳ cho fanpage thì ở tin nhắn đầu tiên thì fanpage sẽ tự động trả lời và họ sẽ có thể là chào tên theo tên của khách hàng luôn. Mọi người làm như thế này, đầu tiên là mọi người vào fanpage của mọi người vào phần cài đặt, mọi người vào phần nhắn tin. Đây, trong cái phần này thì mọi người sẽ Facebook nó sẽ đến những cái này, bạn thấy là hỗ trợ phản hồi. Mọi người bật tin nhắn khi vắng mặt. Đấy, thì lập tức là nó sẽ tự động nhắn tin một cái tin như thế này: xin chào Cương, cảm ơn bạn đã nhắn tin, hiện tại chúng tôi không ở đây, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn. Và mọi người có thể thay đổi cái tin này được. Đấy, đấy thì bất cứ ai nhắn tin đến cho fanpage thì nó sẽ đều trả lời như thế này. Mọi người thấy là đây là tùy chọn này, đây là cái nội dung này, xin chào này, đến tên này, cảm ơn bạn đã nhắn tin này. Hiện tại thì cái nội dung này mọi người có thể viết được và mọi người có thể tùy chỉnh câu trả lời, ví dụ thêm tên của người đó này, thêm họ người đó này, thêm trang web của bạn này, ví dụ như là mời các bạn truy cập đấy, trang web đấy, hoặc là cái chỗ này giờ tôi không thích chào tên nữa mà tôi chào họ đấy, thì nó sẽ chào họ, họ này là họ của khách hàng nhé. Đấy, hoặc là mình sẽ chào tên, ví dụ như là tôi chọn tên chẳng hạn, thì các bạn ví dụ bất cứ khi khách hàng mà nhắn tin bất cứ một tin nào mà khi chúng ta đi ra ngoài vắng mặt ấy thì nó sẽ tự động nhắn tin. Đấy, và tôi lưu lại. Đấy, tiếp theo là cái chức năng gửi trả lời nhanh khi bất cứ ai nhắn tin lên trang. Đây, mọi người bật lên ở đây, mọi người đang thay đổi. Đấy, đây là những cái mẫu câu Facebook đã soạn sẵn. Cảm ơn bạn đã nhắn tin chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể, chúng tôi sớm liên hệ lại với bạn. Hoặc là đây là cảm ơn tên của người đấy chẳng hạn. Đấy, mình xóa chữ bạn đi. Ở cái chỗ tùy chỉnh câu trả lời này mình chọn là tên của người đó. Ok, mình lưu. Thì các bạn khi thấy này, khi mà ai đó nhắn bất kỳ một tin nhắn nào đến fanpage thì nó sẽ cảm ơn cộng tên của người đó và cái nội dung bạn muốn. Thì các bạn không phải lo là họ cứ nhắn tiếp thì nó sẽ trả lời tiếp nhé. Chỉ tin nhắn đầu tiên thôi thì fanpage mới tự động trả lời như thế này. À đây, bạn lưu. Và tiếp tục là hiển thị lời chào trên Messenger. Đấy, nó cũng tương tự như là cái nhắn tin, nhưng mà nếu mà các bạn nhắn tên hệ thống Messenger thì nó sẽ có cái chào như vậy. Và cũng tương tự như cái trên. Thì trong này thì mình có lưu ý cái chỗ giờ vắng mặt này thôi. Mọi người có để ý là đây, khi các bạn vào mục tin nhắn của fanpage này, đấy, các bạn thấy nút vắng mặt này không? Nếu mà khi các bạn đi ra ngoài, các bạn bật cái nút vắng mặt này này thì hệ thống nó sẽ trả lời tự động theo cái mẫu câu mình đã soạn sẵn lúc này. Hoặc là như thế nào, trong cái chỗ thông tin chi tiết giới thiệu về cửa hàng này thì như lúc ở video trước thì mọi người có thể là nhập cái thời gian làm việc. Như ở đây thì tôi không phải là công ty nên là không có thời gian làm việc, nhưng mà ở các thể loại như thế này là có thời gian làm việc này. Nên là khi mà chọn trang là tôi khuyên các bạn chọn doanh nghiệp địa phương là vậy. Đây, thì các bạn thấy là đây là có lấy giờ mở cửa không? Đấy, ngày bắt đầu này. Đấy, giờ mở cửa, giờ đóng cửa này. Đấy, thì giờ mở cửa, giờ đóng cửa của cái cửa hàng này là từ thứ hai đến chủ nhật, từ 9 giờ sáng đến 21 giờ 30. Thì ngay lập tức mà khi ở ngoài cái giờ làm việc này này, ngoài cái giờ bạn chọn này này, thì fanpage cũng sẽ tự động gửi tin nhắn vắng mặt cho khách hàng. Nếu bây giờ nếu tôi nhắn tin vào lúc 8 giờ sáng cho cái Lucy chẳng hạn, mà tôi cài đặt cái tin nhắn vắng mặt kia, thì ngay lập tức là khi có khách nhắn tin đến thì nó bảo là chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất. Đấy là cách sử dụng của cái loại
tin nhắn vắng mặt. Chúc các bạn thành công.